Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32, gọi tắt là IPA 32, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Somrin. Chuyến thăm hữu nghị chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Campuchia đã mở ra một giai đoạn mới trong hoạt động ngoại giao nghị viện. Tổng hợp của nhóm phóng viên đi theo đoàn. Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Campuchia, yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Heng Somrin, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Samdech Chiasim và Thủ tướng Hun Sen. Các nhà lãnh đạo Campuchia đều đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và đoàn, coi đây là sự động viên, cổ vũ nhân dân Campuchia trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia. Mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố, phát triển vì sự phồn vinh của hai nước, hai dân tộc. Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc, gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đều nhận được những tình cảm thân tình và hữu nghị của nước bạn. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và khẳng định mong muốn của đoàn trong chuyến thăm lần này nhằm củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước. Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Vương quốc Campuchia và sẽ làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ giữa hai bên theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Cái bàn thì đánh giá rất cao cái chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội ta từ vua Sihamoni đến Samdech Chủ tịch Thượng viện Chiasim, rồi Samdech Chủ tịch Quốc hội Heng Somrin, rồi là Samdech Thủ tướng Hun Sen đều tỏ cái thái độ rất là phấn khởi và phấn khởi vui mừng trước cái việc mà chúng ta là chọn Campuchia là nước đầu tiên trong cái chuyến xuất ngoại đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội chúng ta nhiệm kỳ khóa 13 này. Bàn đánh giá là chuyến thăm này thực hết là góp phần và phải nói rằng là động viên bàn rất lớn trong quá trình hợp tác cũng như trong cái quá trình mà bàn đang chuẩn bị khắc phục những cái khó khăn trong kinh tế cũng như những cái vấn đề quốc tế nhạy cảm. Đồng thời là cổ vũ cho bàn rất lớn trong cái việc mà bàn đang tổ chức cái hội nghị Đại hội đồng IPA lần thứ 32 tại Vương quốc Campuchia. Bàn cho rằng đấy là một cái sự cổ vũ, nhưng đồng thời đấy là một cái sự giúp đỡ, hỗ trợ hết sức là nhiệt tình, quý báu của chúng ta. Cũng trong thời gian thăm chính thức Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm hỏi và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, thăm tỉnh Sihanoukville, một địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế ở phía nam Campuchia, thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville và thăm một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư ở Campuchia trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng và dịch vụ như viễn thông, ngân hàng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã cùng Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Somrin đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Campuchia tại thủ đô Phnom Penh với sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp hai nước. Hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tham dự lễ khai mạc Đại hội đồng IPA 32. Phát biểu tại diễn đàn này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bày tỏ sự nhất trí cao với chủ đề của IPA 32 về vai trò của IPA trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN thịnh vượng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị IPA cần tích cực thúc đẩy đối thoại, tăng cường xây dựng lòng tin, phát huy tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các cơ chế, công cụ hợp tác ở khu vực. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, nhà nước, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào nỗ lực chung nhằm nâng cao vai trò của IPA trong tiến trình hướng tới một cộng đồng ASEAN thịnh vượng. Thank you.